không có chỗ mua mày. Rồi sang bên đây thử máu này. Cái đinh gì ạ? Khi nào gọi thử máu? Đề, đối với phụ nữ là dưới 11 ạ, còn đối với nam giới là được bao nhiêu? Dạ là bao nhiêu? Dưới nam nó thì mấy thì mấy? Được rồi, đi vô. Bạn nói đúng ạ. Cái đại định nghĩa là khi nam giới là dưới 120, nữ là dưới 120 nha. Bây giờ để bệnh ở đối với bệnh thân màn thiếu máu cho những cơ chế nào? Rồi cơ chế đầu tiên, cơ chế chính là thiếu epoprotein, rồi chi nữa? Rồi thiếu sắt, thiếu dinh dưỡng. Rồi thiếu dinh dưỡng do ăn uống kém. Một số bệnh thì tan máu, chi nữa? Đúng rồi, giảm cái sống không câu biết đang này giảm do ure máu cao quá, nó làm giảm đôi sống không câu. Rồi chi nữa? Đúng rồi, có thể có mất máu do ure máu cao, có thể gây xuất huyết tiêu hóa, đúng không? Chi nữa? Tan máu, tan máu thì là mình có bệnh kem thôi. Bây giờ chi nữa là cơ chế của mình trong suy thận màn, những cơ chế nào có thể máu? Chi nữa? Cái gì? Tức là tủy có, tức là ure máu cao nó cũng ức chế tủy xương sản xuất nhân cầu, biết ạ? Rồi kèm với ure máu cao nó cũng làm cho bệnh nhân ăn uống kém, dinh dưỡng kém, cái nguồn nguyên liệu để tạo máu đưa vào nó cũng kém, biết ạ? Đó là những cơ chế mà gây thiếu máu bệnh nhân bệnh thận màn. Như vậy này, đến như vậy để điều trị thiếu máu bệnh thận màn, đầu tiên là thiếu eri, như vậy mình sẽ bổ sung erythropoietin đúng chưa? Cái thứ hai là những có thể do thiếu sắt, thiếu sắt có thể có một là có thể do ăn uống kém, hoặc thì mình chạy thận tạo chu kỳ, em thấy là một lần chạy thận xong là quả lọc với giấy bây giờ nó có một ít máu còn sót lại thì trong nó còn thiếu sắt. Như vậy cái lượng sắt bệnh nhân thiếu, bệnh nhân lọc máu chu kỳ nó nhiều hơn so với bệnh nhân bị bệnh thận màn, đúng chưa? Như vậy mình sẽ đánh giá bệnh nhân sắt có thiếu không để mình bù sắt. Ngoài ra bệnh nhân có thể thiếu những yếu tố vi lượng như B9, B12, tức là acid folic, đúng không? Thì mình cũng phải định lượng những yếu tố đó, nếu có thiếu thì mình bổ sung. Và cuối cùng những yếu tố khác ví dụ như là ure máu cao gây giảm đôi sống không câu này, ure máu cao gây là ức chế tùy xương tạo máu này, ure máu cao gây ăn uống kém này, đúng không? Ure máu cao có thể gây xuất hiện tiêu hóa này. Như vậy để làm giảm dịch để làm tình trạng đó nó giảm xuống thì để mình có chạy thận thì mình phải lọc máu có hiệu quả. Được chưa nào? Rồi đợt đầu tiên mình sẽ điều trị erythropoietin. Đây chị đi hỏi chỉ định điều trị erythropoietin ở bệnh nhân bệnh thận màn khi nào mình dùng? Ví dụ bác bài chứ? Khi nào dùng? HB dưới 10. Đọc chưa? Bây giờ người ta câu trả lời chính xác là người ta bảo tùy thuộc vào mức độ thiếu máu và tùy thuộc vào giai đoạn của bệnh thận màn. Đấy chưa? Cụ thể, đối với những bệnh nhân mà bệnh thận màn rất là nặng, những từ chân bá trở đi, hoặc những bệnh nhân chạy thận tạo chu kỳ hoặc nhân lọc mang bụng. Bởi vì cái tốc độ giảm HB của bệnh nhân giảm rất là nhanh, tốc độ thiếu máu nó rất là giảm rất là nhanh. Do đó tất cả những bệnh nhân nào mà HB dưới 110 là mình có thể có chỉ định dùng tạo máu. Hiểu không? Bởi vì những bệnh nhân dần 3 dần 4 dần 5 này, bệnh nhân chạy thận tạo chu kỳ này, thì nếu như em không dùng tạo máu mà em trì hoãn thì có thể gây thiếu máu bệnh nhân rất là nặng. Bởi vì tốc độ giảm HB của bệnh nhân nó rất là nhanh. Bởi vì cái bây giờ mục tiêu đưa về điều trị thiếu máu bao nhiêu? 11 đến 12. Đó. Bởi vì như vậy mục tiêu điều trị thiếu máu của mình là đưa cái HB trở về giá trị khoảng 110 đến 120. Thì như vậy những trường hợp bệnh nhân đó thì dưới 110 là mình có chỉ định dùng tạo máu. Được chưa? Còn đối với trường hợp thứ hai là những bệnh nhân bị bệnh thận màn rất là nhẹ, ví dụ mới gần 1 hoặc gần 2. Được chưa nào? Thì người ta khuyến cáo rằng nếu như HB dưới 90 là mình bắt đầu dùng thuốc tạo máu, có chỉ định dùng. Còn HB trên 90 thì có thể mình chưa cần dùng thuốc tạo máu mà có thể đánh giá bi lăng sắt trước. Nếu bệnh nhân có thiếu sắt thì có thể là điều trị sắt trở lại, nếu không đáp ứng thì mình dùng sau. Hiểu không? Tuy nhiên những trường hợp đó nếu như bệnh nhân vẫn tha thiết, tức là trường hợp này tôi vẫn muốn dùng thuốc tạo máu để đưa HP đạt mục tiêu thì mình có thể dùng được, nó cũng phải chống chỉ định. Được chưa? Như vậy đó là chỉ định nè. Giờ khi mình dùng thuốc tạo máu, mình nâng HP về 110 đến 120 là sao là mục tiêu điều trị. Bây giờ có nên nâng HP lên trên 130 không? Trên 120 không? Không, đến 130 thì dừng lại.
130. Trong là liều người ta bảo là T 130 là ngừng thuốc. Thực ra thế này này, thì sẽ không ngừng mà thì sẽ giảm liều. Bởi vì thực ra là nếu như em ngưng thử một cái, một tháng sau xét nghiệm lại thì HB bệnh nhân này cũng rất là giảm rất là mạnh. Khi đó em mới tấn cũng là từ đâu rất là mệt. Như vậy nếu như HB trên 130 thì bắt đầu mình giảm 25% liều, tốt hơn so với em ngưng thì rụp cũng có tiêm thuốc giảm máu mất ạ. Mà cứ trong tài liệu họ bảo là T 130 là ngưng. Thế nào? Bởi vì hỏi vì sao mình không nên nâng HB trên 130? Vì sao? Ừ, em nghĩ này, khi em điều trị thủy chúng ta máu như vậy sẽ làm tăng độ quạnh của máu đúng không? Và độ quạnh sẽ quyết định cái gì? Độ quạnh quyết định huyết áp. Chứ nè, trong cái công thức để mình tính huyết áp nó có độ quạnh của máu á. Nhá, như vậy nếu như mình nâng HB cao quá, đầu tiên là kéo theo tình trạng tăng huyết áp của bệnh nhân. Bởi vì tăng độ quạnh của máu. Thứ hai, khi mình tăng độ quạnh của máu như vậy thì kéo theo tình trạng là gì? Tăng nguy cơ tắc mạch và huyết khối. Và làm tăng nguy cơ tử vong. Do đó người ta không khuyến cáo em nâng HB. Có tài liệu thì chỉ trên 130 nhưng thì thể trên 120 là không nên rồi. Bởi vì mục tiêu điều trị của mình là 110-120 là được nhá. Nhưng mà không nên nâng quá trên 120 cái nào? Bởi vì nó kéo theo nhiều biến chứng. Đó, như vậy bây giờ mình điều trị liều khuyến cáo khởi đầu của erythropoietin là bao nhiêu? Liều mấy? Đọc rồi mang đang tuổi về học rồi mang hỏi chứ không biết chứ cả đâu lắm. Nhiều sách đi 40, nhiều sách đi 50. Đúng rồi, liều trung bình của nó là 40-60 đơn vị trên kg cân nặng trên lần nhân 2-3 lần một tuần tiêm dưới da hoặc tiêm tĩnh mạch. Như vậy một có số sách ghi 40, có số sách ghi 50 đấy chứ nè. Như vậy liều khuyến cáo của các đô ký là 40-60. Như vậy giả sử một bệnh nhân trung bình cân nặng khoảng 50kg thì mình sẽ dùng với liều 2000. Do đó hầu hết bệnh nhân ở trong khoa mình bây giờ mình dùng với liều 2000 đơn vị là vì vậy. Thế nè, cái kiểu nôm na bệnh nhân có 40 cân thì 2000 đơn vị, bệnh nhân 50 cân thì cứ là khoảng 2000 đơn vị. Như vậy liều khuyến cáo ban đầu của mình là 2000 đơn vị đấy nhá. Đó, thì hồi xưa khoa chị đã có những bệnh nhân là cái erythropoietin không có là liều 2000 mà có với liều 4000. Từ đây bọn chị liều cho bệnh nhân liều tấn công của liều khuyến cáo là 4000 đơn vị. Như vậy sao bảo hiểm sức toán bảo là theo liều khuyến cáo của erythropoietin là 40-60, chứ là cũng có thể như vậy 60-50 kỹ thì đủ đang 3000 thôi, như thế nào mình liều khuyến đâu 4000 được nhá. Thì về tìm ta liều ra thì đúng là cái nào khuyến cáo của 40-60 thôi, tức là bắt xuất toán tất cả những trường hợp nào mà dùng với liều khuyến đâu 4000 đơn vị là nó không đắt tiền, tức là tốt nhất mình bảo với mình thì mình cứ dùng với 2000 đơn vị đầu tiên là chắc chắn nhất, đúng không? Rồi như vậy sử dụng 2-3 lần một tuần tiêm rửa da hoặc tĩnh mạch. Như vậy đối với nhân nào thì mình nên tiêm rửa da, bệnh nhân nào thì mình nên tiêm tĩnh mạch? Chúng ta nói là những bệnh nhân chưa chạy thận qua những bệnh nhân lọc bằng bụng thì mình tiêm rửa da, còn những bệnh nhân lọc chạy thận tạo chu kỳ rồi thì tiêm một đường tĩnh mạch, tức là anh thấy của một chạy thận phải chỉ hay tiêm có cái kim hay tạo máu tiêm một cái chỗ bông đỏ đỏ á vào cuối buổi lọc máu. Thì bởi vì sao như vậy, người ta bảo rằng những bệnh nhân chạy thận tạo chu kỳ á là một lần họ chạy họ chịu hai kim chọc, đúng không? Một chọc đường vào, chọc đường ra, như vậy một tuần họ đã chịu đến tất cả là 6 mũi kim chọc ven rồi thì rất là đau đớn. Bây giờ mình còn cho bệnh nhân một sự tạo máu cứ tuần 3 lần thêm 3 mũi dưới da nữa thì gây đau đớn cho bệnh nhân. Đó, đó là đối với những cái thần tạo trước khi thì họ khuyến cáo dừng đường tĩnh mạch là vì vậy nhé. Nhưng mà đường nào hiệu quả hơn? Đúng rồi, đường dưới da nó hiệu quả hơn bởi vì nó kích thích kéo dài hơn. Như vậy cái erythropoietin nó đắt hay rẻ nó phụ thuộc vào hai yếu tố. Một là thời gian bán thải, có nghĩa là thời gian tác dụng nó càng dài thì nó càng đắt tiền. Như vậy cuộc trên thị trường của mình hầu hết ở khoa mình là mình dùng với dạng là phải 3 lần một tuần phải 3 mũi. Nhưng bây giờ trên thị trường có những loại chỉ gần 1 tháng 1 mũi thôi. Được chưa? Thì có một loại 1 tháng 1 mũi tên của nó là Misera. Về đọc tin thần là cái gì nhá. Thần cũng là erythropoietin nhưng mà tác dụng kéo dài, bệnh nhân chỉ cần tiêm 1 tháng 1 mũi hoặc là tiêm 2 tuần 1 mũi. Thạc cái kỳ loài mình đang dùng ở đây là phải 1 tuần 3 lần. Như vậy cái Misera nên một lò của nó hình như gần 4 triệu. Thế nào? Nó chỉ gần 1 tháng 1 mũi thôi. Thời gian bán thải nó rất là dài. Thứ hai là nó đắt hay rẻ nó phụ thuộc vào chế phẩm erythropoietin alpha hay là beta. Cái dạng beta là cái dạng nâng HB nó hiệu quả hơn và nó không gây ra một cái tác dụng phụ là tác dụng phụ là gây đề kháng erythropoietin.
nghe nghe cái bệnh lý đề kháng erythropoietin chứ. Tức là một số bệnh nhân sau khi em tiêm táo máu erythropoietin xong một thời gian bệnh nhân xuất hiện kháng thể kháng lại erythropoietin. Người ta gọi bệnh lý đó người ta gọi là thiếu máu bất sản hông cầu đơn thuần. Tức là nó chỉ gây thiếu máu đất dòng hông cầu thôi, nó không gây đến bệnh, không ảnh hưởng gì bạch cầu tiểu cầu cả. Thì cái đó người ta gọi là thiếu máu bất sản hông cầu đơn thuần. Hay hay còn gọi cách khác là cơ thể sản sinh ra erythropoietin đề kháng lại nó. Nhưng là cái đó em tiêm erythropoietin nào bệnh nhân càng thiếu máu từng đó. Thì thế nào? Thì cái tình trạng này chỉ gặp ở dòng alpha, không gặp ở dạng beta. Thế nào? Thì vì vậy mà cái thuốc erythropoietin dạng beta bao giờ nó đắt tiền hơn hết. Đó, bây giờ đó bây giờ là thực ra vì cái beta đắt tiền, do đó là bảo hiểm, những cái bảo hiểm mà mình dùng thuốc bảo hiểm thì không phải cũng có dạng beta để dùng đâu, bởi vì nó đắt tiền hơn. Thế nào? Bởi vì rằng dạng beta thì nó không gây đặc trùng phù đó, mà dòng alpha thì nó gây đặc trùng phù đó. Được chưa? Đó, thì như vậy là erythropoietin đắt hay rẻ phụ thuộc hai cái đó. Như vậy sau khi em dùng erythropoietin rồi thì công thức máu bắt đầu đáp ứng là thông kỳ xuống hông cơ bắt đầu đáp ứng là sau mấy tuần. Rồi sau 2 tuần, ít nhất sau 2 tuần sau khi tiêm nhá, bệnh nhân bắt đầu có đáp ứng. Bởi vì cái này khi em tiêm cái đó thì em thấy giai đoạn sản sinh hông cầu nó phải từ chuyển từ các giai đoạn tiên hông cầu đúng không, qua hông cầu nhỏ đúng không, qua hông cầu trưởng thành. Như vậy ít nhất là sau khi em tiêm khoảng 2 tuần thì số hông cầu bắt đầu có đáp ứng, mới có thay đổi. Do đó em bắt đầu đánh giá công thức máu mỗi 2 đến 4 tuần để đánh giá trường hợp này bệnh nhân có đáp ứng với thuốc hay không. Được chưa? Như vậy ở khoa chị đối với bệnh nhân ngoài chủ kỳ thần tạo chu kỳ thì chị xét nghiệm công thức máu mỗi 1 tháng, thì chị không làm mỗi 2 tuần. Thế nào? Do đó không phải tiêm liền là 2-3 ngày sau thử lại bảo nó biết đang hạt bệnh lên nó đúng không ạ? Ít nhất phải sau 2 tuần mới lên. Được chưa? Rồi như thế nào gọi đáp ứng? Đúng rồi, HB tăng khoảng 10 đến 20 gram trên lít trong 2 đến 4 tuần thì được xem là đáp ứng. Như thế nào là không đáp ứng? Đúng rồi, nếu HB dưới 10 gram trên lít trong 1 tháng, tăng dưới 10 gram trên lít trong 1 tháng thì được xem là không đáp ứng. Thế nào đáp ứng quá mức? Đúng rồi, nếu HB tăng trên 20 gram trên lít trong 1 tháng thì được xem là đáp ứng quá mức. Như vậy này, tức là người ta bảo nếu đáp ứng quá mức nó cũng tốt. Thế nhá, nếu nó không đáp ứng thì nó cũng tốt. Tốt nhất là nó tăng khoảng 10 đến 20 là đẹp. Thế nào? Như vậy đối với những trường hợp mà tăng quá mức thì mình xem sao? Tháng 6 thì thế nào? Giảm liều rồi. Như vậy đối với mình mà đáp ứng quá mức như vậy thì tháng 6 mình giảm 25% liều so với liều mình đang dùng. Được chưa? Còn đối với những trường hợp mà không đáp ứng chậm thì như thế nào? Tăng liều. Rồi mình lại tăng 25% liều so với liều đang dùng. Được chưa nào? Như vậy đối với những trường hợp mà bệnh nhân không đáp ứng, ngoài em tăng liều táo máu, em phải đánh giá xem bệnh nhân này có những yếu tố nào gây đáp ứng kém hay không, chứ không phải cứ ăn nước cứ lo thì là tăng liều nó khi mình tìm những yếu tố khác. Giả sử bệnh nhân này có thiếu sắt thì hạt bên nó cũng lên chậm, đúng chưa? Như vậy em phải bù sắt đủ cho bệnh nhân. Hoặc bệnh nhân này có thể có xuất huyết tiêu hóa thì em phải hỏi xem bệnh nhân này có đi cơ phân đen hay không. Để bệnh nhân có tình trạng xuất huyết tiêu hóa thì có thể thì số hông cầu nó cũng lên được theo mục tiêu, đúng chưa? Như vậy ngoài khi bệnh nhân không đáp ứng thì em phải tìm những yếu tố có thể gây ra tình trạng không đáp ứng chứ không phải là cứ tăng liều, đúng chưa? Như vậy em cứ bộ một tháng em xét nghiệm công thức máu và em cứ tăng liều giảm liều như vậy để đưa cái HB về mục tiêu từ 110 đến 120 là được. Được chưa? Và nếu như nó vượt quá trên 120 thì em lại giảm 25% liều. Tháng sau em lại xét nghiệm công thức máu lại, nếu như nó vẫn cứ duy trì như vậy thì em cứ duy trì liều như vậy. Được chưa? Thế còn nếu như HB trên 130 thì chỉ không ngưng thuốc mà chỉ cứ giảm 25% liều. Và tóm lại em phải có động thái tăng liều và giảm liều. Nếu em điều trị HB trên 120 mà em không giảm liều mà em cứ dùng như vậy, bảo hiểm này sẽ toàn em. Đấy ạ, bởi vì trường hợp này vì đang anh lại không giảm liều trong khi HB nâng quá mục tiêu. Đấy ạ, thì đợt trước qua khóa chị cũng có những trường hợp là những trường hợp cao như vậy nó không giảm liều thì bảo hiểm hẳn là xuất toán liều sớm nữa. Đấy ạ, do đó là động thái của mình. Khi HB đạt mục tiêu thì mình có thể giữ nguyên điều đó, nhưng mà nó trên mục tiêu thì em phải giảm liều. Đấy ạ, đó. Thì như vậy là điều trị táo máu erythropoietin phần này, có hỏi gì hôm nay không? Nếu như mình tăng liều mà đến liều tối đa rồi mà nó vẫn đáp ứng kém thì làm nào vậy? Thì bây giờ liều tối đa của y cao lắm, nó không ai bảo trì cho mình liều tối đa cả. Bởi vì thứ nhất là trên bảo hiểm nó không cho, hầu hết khóa từ của chị bệnh nhân chỉ dùng đến 8.000 đến vì là hết rồi. Tức là một lần là 4.000, đúng không? Một tuần 3 buổi là thấy khoảng 12.000 đơn vị. Thế còn liều mà liều tối đa tùy từng EPO, còn những bệnh nhân phải lên đến 20.000 đơn vị thì chủ trì chưa bao giờ tiêm vào liều tối đa như vậy cả. Thế nào? Như vậy khi mà em dùng vào liều tối đa mà nó không đáp ứng thì em phải xem thứ nhất bệnh nhân này có thiếu sắt hay không, còn những yếu tố nào gây bệnh nhân này không đáp ứng. Hai, bệnh nhân này có phải rơi vào tình trạng đề kháng erythropoietin hay không.
Thế chứ ạ, chứ không phải cứ ăn đâu, cứ tăng chấm, cứ tăng liều. Bạn này em phải xem cái này dinh dưỡng như thế nào nhá. Nếu như nguồn dinh dưỡng vào mà không đủ thì nó cũng có nguyên liệu tạo máu. Thì từ từ em phải lọc máu có hiệu quả hay không. Tức là ure máu cao quá thì có thể làm đời sống hồng cầu nó nhỏ là chẳng hạn. Thế chứ ạ, như vậy em phải tìm những yếu tố nào làm cho nó không đáp ứng. Rồi, như vậy như làm tác dụng phụ của erythropoietin là gì? Giảm cúm. Rồi có thể nói là nó thư khí răng, khí răng là một cái hóc môn đúng không? Cho thành nó khi tiêm vào có thể gây cái phản ứng như giảm cúm, như những sốt, đau đầu, mệt mỏi. Mà khi thể bệnh nhân tiêm vào đấy nó có ai có triệu chứng được cả? Được biết được. Tăng huyết áp, nhiễm mẫn và có ai cho thì bệnh nhân và tạo thành răng. Tát răng, có viên à? Ủa? Ủa ra viên mát. Đau bụng như là nguyên nhân thay đổi bên này ta. À, bà được kia chứ? Tôi có hai cái này. Cô vẫn có những cái gió. Em để đang đợt đi bà thì cô đi như này hay. Đang ba này đặt bạc thì cô cứ như em chạy thân heparin của ba anh trả một nửa, ba em cứ trả một nửa. Một chấm gì? Không phải nắm. Đất từ bắt máy ngắn chứ. Đất từ bắt từ câu giảm đất từ bắt đến bình thường này. Đó là chứ. Đất từ đi lên trên lên nhá. Em cứ đủ cân hoặc là tăng mấy cân đủ mấy cân đó. Nha. Con từ dưng không phải nằm được. Từ đông mọc bình thường chờ đó. Đất từ đi nhá. Để đâu ban chị. Để mua đây. Bao nhiêu phụ? Rồi, bao nhiêu phụ. Tiếp theo nữa là đi có thể gây tăng huyết áp. Như vậy giả sử một bệnh nhân huyết áp đang ổn định, nhưng đợt này em dùng erythropoietin em thấy tình trạng huyết áp bệnh nhân nó cao, kiểm soát rất là khó, thì em phải xem coi tình trạng huyết áp cao đó là do erythropoietin. Thì cái nào như vậy, erythropoietin nó gây tăng huyết áp thông qua các cơ chế, thứ nhất là nó là tăng độ bền của máu, và tập một cái tác dụng thứ hai chúng ta thấy rằng những một số bệnh nhân tiêm erythropoietin dưới đường tĩnh mạch có thể gây tăng huyết áp trong một cái thận. Tức là có một cái tao nghiên cứu á, tức là những bệnh nhân mà tiêm tạo máu á, được tiêm dưới da thì nó không tăng gì cả, mà em tiêm đường tĩnh mạch thì những bệnh nhân huyết áp tăng lên. Thì có rất nhiều cơ chế, rồi ghi về tim xem nha. Cơ chế nào là của erythropoietin mà làm tăng huyết áp khi sử dụng bằng đường tĩnh mạch nha, về tim nha. Rồi câu hỏi là câu hỏi đã câu hỏi tên nha, có cái mối như kiểu tiêm erythropoietin chất lượng máu tăng, nên chất lượng máu tăng như vậy phải... nhưng mà ý là đấy là vì đang được thi đường dưới da nó người ta chất lượng máu chứ, ý em nói là hành tăng một khoảng của máu chứ, tăng chất lượng máu thì tăng chất lượng cái đó tim mình sẽ đầy máu thì em lại tăng chất lượng, tăng là tăng thế nào thì đẹp hơn, hoặc hemoglobin lớn hơn 130 à không, thì đường dưới da nó cũng gây tăng lên, tức là cái hiệu quả làm khi mình tiêm dưới da và tiêm tĩnh mạch thì nó để làm tăng độ bền của máu hết và làm tăng huyết áp là đều có, dưới da cũng có và tĩnh mạch cũng có cái tăng nhanh cho tăng rồi chân. Tức là như một số trường hợp người ta bảo đồng vi đang bệnh nhân này có thể là huyết áp nóng mình không cần gì cả, nhưng bệnh nhân mới sử dụng thôi đường dưới da thì nó không sao cả, nhưng em tiêm một mũi đường tĩnh mạch trong lọc máu thì huyết áp nhanh tăng lên, thì cái này mình giải thích vì sao ý là thì như vậy người ta thấy rằng khi mình tiêm tĩnh mạch thì nó kích thích cơ thể sản ra sinh ra một thử chất trong đó có những chất có mạch làm tăng huyết áp thì người này gây tim. Yeah, như vậy cơ chế là do khi em tiêm một đường tĩnh mạch nó kích thích cơ thể sản sinh ra cái yếu tố làm có mạch và đường dưới da nó không có tác dụng đó. Rồi như vậy là một cái đặc dụng của erythropoietin người ta vẫn sợ nhất là đặc dụng đề kháng erythropoietin, tức là cái gì vừa nói đó là thiếu máu bất sản thông cầu đơn thuần. Thì là hồi xưa mình khi mà sinh ra cái đặc dụng phụ này á là cái dạng erythropoietin dạng beta, nó bắt đầu khuyến cáo các nhà bác sĩ là nên sử dụng dạng beta, nhưng bởi vì đặc dụng phụ này không có. Họ có cái té rồi, có cốc cái rồi, có tầm 15 ngày. Nó đi vô viện chỉ để chạy thần thôi. Thì còn mình người những ngoài chủ cũng để cho ra để những ngoài chủ. Bởi vì họ có viện chạy mà bệnh mục đích là họ sợ khi chạy một hơn nó sốt. Thì có cái té đầy đủ rồi mới có. Nhưng mà như giả sử mà chạy một tức là họ sợ chạy cái té sốt tí. Ừ. Sợ ra ngoài chủ sốt thì được viện là. Thế có biết à. Đấy tôi họ là bắt buộc thì mất thêm một tờ nữa. Thôi được thì cứ cho chạy cái té cho ổn đi. Nhưng mà ổn tất nhiên ngoài chủ xong được. Ổn phải 20 ngày nữa. Thì vấn đề hình cái tay đâu chứ? Cái tay nhất tử mà hình được không là cơ tay không phải được 10 ngày. Thì phải 20 ngày nữa mới đủ tháng. Thì em nói nếu như là chấp nhận có thể cho ra ngoài chủ có thể sốt thì mình trong khoảng sinh lốc hay lâu như là muốn nhập viện. Thì rửa thôi, nhập viện chứ thì điều trị nhập viện luôn. Thôi nhập viện đi. Còn hơn là ra ngoài chủ sốt thì còn ăn được.
mua được hết. Bắt sáng. Để thả cái con tim. Thì như bây giờ mình sẽ xin hỏi là khi nào thì mình nghi ngờ bệnh nhân này thiếu máu do đề kháng cái con tim, khi nào mình nghi ngờ? Thì đất phân kém mà loại trừ cái đất phân kia rồi. Đầu tiên thì nhất một bệnh nhân nó phải dùng erythropoietin ít nhất 8 tuần. Thế ạ. Ít nhất 8 tuần thì bắt đầu nó mới xuất hiện tình trạng đó, chứ mới tiêm 1 2 buổi nó cũng có bạn ạ. Thứ hai là em thấy rằng trong những tuần đầu sau khi em tiêm, em thấy tỷ số HB nó tăng bình thường. Nhưng sau đó một thời gian em thấy tỷ số HB giảm. Tức là em cứ tăng liều hay là cứ dùng thế nào nó cứ giảm dần. Đấy chứ ạ. Mà em tiêm tất cả những nguyên nhân có thể gây thiếu máu hoặc không đáp ứng erythropoietin đều bình thường. Đấy chứ ạ. Như vậy nhìn biểu tượng nào em phải loại trừ, thứ nhất bệnh nhân này không có thiếu máu thiếu sắt, bệnh nhân này không có xuất hiện tiêu hóa, bệnh nhân này không có thiếu yếu tố dinh dưỡng, không có những yếu tố mà gây thiếu yếu tố vi lượng của tà máu. Và em phải đọc thủy đô thì kết quả thủy đô hoàn toàn bình thường, được chứ ạ. Bên cạnh đó bệnh nhân này chỉ có giảm mỗi dòng hông câu, bạch câu và tiểu câu hoàn toàn không có giảm. Thì khi và khi đó em mình nghi ngờ bệnh nhân này là thiếu máu do đề kháng erythropoietin, chứ đó là tiêu chuẩn để mình nghi ngờ. Và khi mình nghi ngờ thì mình phải làm gì? Đậu của alpha. Đậu của beta. Không, không. Người ta khuyến cáo là không được đổi qua beta bởi vì nó có hình trạng đề kháng chéo. Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ một bệnh nhân mà có sinh tiền xuất hiện đề kháng erythropoietin, trong khi bây giờ bệnh nhân mình thần màn không điều trị erythropoietin thì thiếu máu. Bây giờ làm thế nào? Thì nó. Mình thì cứ đợi như vậy được. Một lấy từ 1 phần 2 tuần thì chúng nó truyền lên. Cách tốt nhất là gì? Giải quyết. Cái gì? Bạn nói gì đó? Hả? Tủy. Tủy á? Đâu? Cái nguyên nhân của nó phải tủy xương đâu. Tủy của nó hoạt động bình thường mà. Cái tổn nhân là ghép thần. Chứ ghép cái thần mới vào. Nó sẽ sản sinh erythropoietin nội tạo của cơ thể. Thì nó không có đề kháng erythropoietin. Cái tủy xương hoạt động bình thường mà. Tức là mình đã chọc tủy. Và đã loại trừ rằng cái nguyên nhân thiếu máu này hoàn toàn không phải là nguyên tài tủy. Được chứ nào? Trong cái tiêu chuẩn khi này thì nó là nghi ngờ là mình phải chọc thủy để mình kiểm tra rồi. Nếu không phải có phần là ghép thủy xương không? Ghép thận thì nó cũng có sản sinh erythropoietin. Nhưng mà erythropoietin của nội tai, của cơ thể, của thần nó. Chứ không phải là cái erythropoietin đứng ngoài vào. Đấy chứ nào? Tức là cơ thể của mình không bao giờ sản sinh cái erythropoietin đề kháng của cơ thể mình cả. Mà cái erythropoietin này là nó xuất hiện do mình đưa từ ngoài vào dưới dạng chỉ phẩm alpha, đúng chưa? Thì nó mới sinh ra kháng thể. Nên cho là em ghép cái thần mới vào thì quả thần đó nó sẽ sản sinh ra cái erythropoietin của từ cơ thể nó thì nó không xuất hiện đề kháng nữa, đúng chưa? Thì trong cái phác đồ điều trị của bệnh nhân này thì người ta có thể sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch, nhưng mà hiệu quả của nó vẫn chưa có rõ ràng đấy chứ nào. Đó, do đó thì họ sẽ ghép thần. Thì đợt trước có một bệnh nhân nam, khi những người thì của bệnh anh là trẻ, anh là cùng xuyên bán thì thần tạo thuốc kim, anh là rêu tình trạng này, tức là anh gọi thiểu máu mà điều trị erythropoietin nó cũng đáp ứng. Và ông anh ra Hà Nội làm tất cả xét nghiệm để mình tìm nguyên thiếu máu đấy cũng có, thế chứ ạ? Thì họ nghĩ anh này có thể cái thiếu máu cho đây cả cái đứa con tim, và sau đó anh phải ghép cái thần mới vào, thế chứ ạ? Thì sau đó bình thường, nhá. Rồi đó là về cái con tim này, thì nó hiểu họ chứ nó không để có phần sắt. Cái giảm liều. Hả? Giảm liều đã có đáp ứng thì. Tức là trong cái chỗ khuyến cáo là người ta bảo là giai đoạn tấn công đúng không? Sau khi giai đoạn duy trì thì bắt đầu giảm liều so với tấn công đúng không? Mà chỉ thì chính làm được á. Chỉ thể bệnh nhân đáp ứng 110 đến 120 rồi. Chứ nếu như nó không đạt vào mục tiêu thì cứ để duy trì liều như vậy thì nó sẽ ổn. Chứ có thì không có giảm liều 25% hay 30% khi bệnh nhân đang dùng một liều ổn định như vậy. Thì chỉ nếu như giảm liều thì một tháng sau em xét nghiệm lại thì số không lại tụt. Mà lại tụt thì em lại phải tăng liều lại nhọc. Nhá, em cứ để liều như vậy. Miễn là em có không nâng HB quá mục tiêu là được. Em điều trị gì cũng biết, em dùng liều gì cũng biết, nhưng mà nếu như em cứ nâng HB đạt mục tiêu, không nâng quá mục tiêu là bao hiểm, nó không làm gì được em cả. Miễn là em phải có động thái khi HB trên mục tiêu là em phải giảm liều, đúng chưa? Nhưng mà chỉ cần nhớ khi HB nâng đến 110-120 cứ duy trì liều như vậy, tháng sau xét nghiệm lại để nó tăng lên trên mục tiêu thì lại giảm 25% liều, đúng chưa? Không cần gì phải giảm liều để khi mình đang ổn định cả, đúng không? Rồi đi quá phần sắt. Bây giờ bệnh nhân thiên màn thiếu máu thì khi nào mình bù sắt? Về học lắm à? Hả? Về học tuổi về học bài chưa? Tập rồi chị. Nên là hỏi vẫn thì nhớ nữa. Đã đây rồi. Đã đây rồi. Về học tới giờ bố.
hướng dẫn 52 em đang hướng dẫn chẩn đoán bệnh thần kinh nhiều bối tế chứ. Ờ nó còn ghi đầy đủ đó. Mà chứ học mà hỏi với từ trả lời chứ là được khi nào dùng sách. Bây giờ này, bi lăng bệnh nhân thiếu máu thiếu sắt thì là như thế nào? Nó không có nhỏ nhiệt sắt. Mọi CV mọi thứ giảm. Bi lăng sắt. Để xét nghiệm bệnh nhân có thiếu máu thiếu sắt hay không, bi lăng xét nghiệm nào? Ferritin giảm. Ferritin. Rồi, chi nữa? Đồ bão hoa trắng ferritin chi nữa? Sắt huyết thanh rồi. Bộ bệnh nhân thiếu máu thiếu sắt thì bi lăng như thế nào? Sắt huyết thanh tăng hay giảm? Rồi, tức sắt huyết thanh phải giảm, đúng không? So với chỉ số bình thường. Ferritin tăng hay giảm? Rồi đồ bỏ hoa tăng ferrit. Đồ bỏ hoa tăng hay giảm? Giảm. Nó phải giảm được. Cái đồ bỏ hoa. Bây giờ hỏi đồ bỏ hoa là gì? Đâu, con người phải giảm tin là gì? Rồi, ferritin là dùng sắt. Nhá, con đồ bỏ hoa tăng ferrit là khả là nó khả năng vận chuyển sắt. Tức là người ta vận chuyển sắt từ cái chỗ mà dự trữ ra ngoài bên để tạo máu. Nhưng mà khi bệnh nhân thiếu máu thiếu sắt thì sắt huyết thanh phải giảm, dự trữ nó phải giảm và khả năng vận chuyển nó phải tăng lên. Bởi vì cơ thể đang thiếu sắt thì nó phải phản kích thích lại thì nó phải huy động, tăng hoạt động, tăng vận chuyển để đưa sắt từ hệ dự trữ ra ngoài để tạo máu. Như vậy đồ bỏ hoa tăng ferritin nó phải tăng, cũng phải giảm. Thì cái nào? Như vậy bi lăng của bệnh nhân thiếu sắt là sắt huyết thanh giảm, ferritin giảm và đồ bỏ hoa tăng ferritin tăng. Tuy nhiên người ta thấy rằng này, những bệnh nhân mà có tình trạng nhiễm trùng hoặc tình trạng viêm mãn tính thì có thể bệnh nhân này đang thiếu máu thiếu sắt nhưng mà chỉ số dự trữ sắt tức là ferritin có thể tăng rất là cao. Trong đó có những bệnh thần mạn. Như vậy bệnh thần mạn người ta thấy rằng bệnh nhân này có hiện tượng viêm mãn tính. Do đó có thể bệnh nhân này đang thiếu sắt nhưng mà chỉ số ferritin nó lại không giảm mà ferritin nó lại tăng. Vậy chứ nào? Bởi vì khi có hiện tượng viêm mãn tính hoặc tình trạng nhiễm trùng thì cơ chế có hình có cái tế phản ứng là cái ức chế sự giải phóng sắt từ hệ dự trữ ra ngoài viên. Hiểu chưa? Như vậy đối với bệnh nhân bị bệnh thần mạn thì để đánh giá bệnh nhân này có thiếu sắt không, người ta không chỉ dựa vào mỗi ferritin không mà người ta phải sử dụng cả đồ bỏ hoa trắng ferritin nữa. Và chỉ định mua sắt là khi ferritin nó phải dưới 500. Và đồ bỏ hoa phải dưới bao nhiêu? Rồi và đồ bỏ hoa trắng ferritin phải dưới 30% là mình dùng. Được chưa? Như vậy ở bệnh viện tỉnh tôi chỉ không làm được đồ bỏ hoa trắng ferritin. Mà đồ thì chỉ làm được một ferritin không. Và cho đó những bệnh nhân nào ferritin dưới 500 là chỉ mua sắt. Cái nào? Như vậy đó cũng ai sức toán được cả. Thế em thấy những bệnh nhân có thể là ferritin 600-700. Thì mặc dù có thể bệnh nhân nó thiếu sắt thật nhưng mà mình không cần mua. Cái nào? Bởi vì những bệnh nhân em thấy này, thì em thấy những xét nghiệm em thấy bệnh nhân này hồng cầu nó tăng rất là chậm. Trong khi xét nghiệm bệnh nhân này hồng cầu nhỏ là nhược sắt mà ferritin bệnh nhân này 600. Nhưng thì có thể bệnh nhân này mặc dù ferritin nó tăng hơn bình thường nhưng bệnh nhân này có thể đang thiếu máu thiếu sắt. Và khi thì điều trị thử một đợt sắt thì hồng cầu nó lên rất là nhanh. Thế nào? Thì đó, cái gì ở cái cơ thể của nó là do có hiện tượng viêm mãn tính làm cho cái sắt dự trữ trong cơ thể nó ức chế, nó không một phóng lên ra ngoài nhá. Rồi, như vậy trên thị trường có định chế phương pháp nào dùng? Có dạng uống này, dạng viên này, dạng nước, dạng truyền tĩnh mạch. Thế nhá. Như vậy dạng viên, ví dụ viên nào? Có phải in nắng lên đi sáu thủ có bị tí hết hay. Bây giờ giả sử với như nhà của em mày từ bạc của đống sắt, bây giờ cho bạc cái viên cái sắt thì bạc mua uống cái nó đóng đống một cái loại mua để mua cho bạc bay cho người ta cả. Thứ nhất em thấy phụ nữ của ta hay dùng một cái loại người ta là tạc đi feron B9, nghe em quét quét không? Tạc đi feron B9, ta trong đó nó chứa acid folic và chứa cả sắt để trong viên. Thế nào, một là tỷ phẩm đó. Nếu dùng nước thì khóa chỉ hay dùng cái đó, Feratum. Thì ống nước nữa này. Nhá. Nước có thể là Feratum, có thể là Forgima, hoặc là Forlihem. Thấy chưa? Và một cái dòng truyền tĩnh mạch, tên biệt dịch của nó là Venofer. Dòng truyền. Khi người ta thấy rằng đối với những bệnh nhân thể thần tạo chu kỳ thì thấy rằng là người ta khuyến cáo đến sử dụng sắt bằng đường tĩnh mạch. Bởi vì tốc độ và nguy cơ bắt sắt của bệnh nhân nó rất là cao và sử dụng đường sắt uống hầu như đáp ứng rất là kém. Yeah. Thì hồi xưa là sắt tĩnh mạch là có được cái hết hàng luôn, em thì truyền cho hồi xưa các nhóm trước đi là em thấy cứ mỗi tháng là thì có cái lọ đi và đen hoa trong một chai muối 150ml truyền trong thần tạo thì đó chính là sắt trong truyền tĩnh mạch. Đấy chứ ạ. Còn đối với những cái thần thì có thể sử dụng sắt uống. Như vậy đối với sắt truyền á thì vì cơ có thể được phản ứng sốc phản vệ.
Tức là khi truyền thì em đến là không nên tiêm tĩnh mạch, mà em có thể hoa ra để em truyền và tiêm tĩnh mạch thật chậm và theo dõi phản ứng của bệnh nhân. Và nguy cơ của sắt là có thể uống thì có thể gây tình trạng như táo bón, thế nào? Và có thể một số bệnh nhân uống qua thì có thể đi ngoài không màu đen, tức là bệnh nhân tưởng là mình bị xuất huyết tiêu hóa, nhưng có thể là do mình uống sắt, đúng không? Đó. Và cái phần này thì một sắt hỏi đi không? Bây giờ bệnh nhân chi máu thiếu sắt mà phản vệ thì tình trạng nào chị? Thì đừng uống nó với phản vệ. Tức là cơ thì bây giờ chịu nè. Bây giờ giả sử bệnh nhân mà đang uống cái viên sắt vô mà gây sốc phản vệ thì tất nhiên bây giờ mình chỉ cũng làm đang bù sắt nữa thôi, đúng không? Thì chấp nhận là bệnh nhân phải ăn uống những thực phẩm chứa nhiều sắt. Bây giờ những thực phẩm nào chứa nhiều sắt? Đúng rồi, những cái thịt có vị thịt đỏ, thịt bò là chứa nhiều sắt là nhiều. Như vậy là giả sử những sắt mình không đưa ngoài được cho bệnh nhân dị ứng với thuốc thì mình phải bắt buộc phải ăn những chế phẩm thực phẩm mà có nhiều sắt, đúng không? Nhưng mà ăn nhiều loại đó thì nó lại tăng protein. Thì thực ra là bệnh nhân thấy vì ăn thịt lợn thì bây giờ mình ăn thịt bò, vì trong thịt bò đó chứa sắt thì nhiều hơn. Hai là bệnh nhân thấy thần tạo chu kỳ không nhất thiết là phải hạn chế đạm quyết tuyệt đối, đúng không? Bệnh nhân có thể ăn đạm với lượng là một không từ một không phẩy tám đến một gram đến, nhưng một ngày có thể ăn đến 2-3 lần thịt mà, đúng không? Bệnh nhân thần tạo còn ăn quá kiêng khem so với mức khuyến cáo chứ, nhưng bởi vì họ không ăn được. Nha, mức khuyến cáo của mình là một ngày có thể 2-3 lần, nhưng thực ra bệnh nhân thần tạo họ không ăn được đâu, thì họ có thể bệnh nhân nào họ không phải bệnh nhân có ăn nổi đâu. Cái đó chỉ đừng bảo bệnh nhân ăn được cái gì cứ ăn đấy, chứ nhất thiết là phải kiếm nữa đó nhá. Bởi vì họ khi họ không ăn được thì họ thấy không, bệnh nhân đó sẽ tình trạng suy dinh dưỡng nhá. Em thấy bệnh nhân là cứ tuyệt về suy dinh dưỡng, nó kéo theo rất nhiều bệnh, trong đó là sức đề kháng kém này, tăng nguy cơ nhiễm trùng, tăng nguy cơ viêm phổi này, thế nào? Cái đó thực ra là mình không một sợ cái về đàm thì thực ra họ không ăn được nhiều đâu. Rồi cái này hỏi chị được không, thời gian đánh giá sau từ một tháng em sẽ nghiêm công thức bảo lai và xét nghiệm đánh giá bi đăng sắt là mỗi 3 tháng. Mỗi 3 tháng em đánh giá là bi đăng sắt. Như vậy bệnh nhân này em xét nghiệm ra bệnh nhân có chỉ định dùng sắt. Như vậy em có thể cho bệnh nhân uống 1 tháng, được chưa? Truyền là thính là truyền 1 tháng, và ngày nào cũng truyền đâu. Phác đồ truyền của nó là một đợt truyền khoảng 10 ống. Một ống venofer của mình là 100 mg, thì một phác đồ trong một phác đồ điều trị sắt từng đợt là 10 ống. Nhưng mà chỉ định thì sẽ không hoa 10 ống một lần. Và giả sử tháng này thì sẽ hoa 2-3 ống. Truyền tháng sau thì xét nghiệm cũng được bỏ lại, được chưa nào? Nếu em thấy chỉ số hồng cầu tăng lên, yeah, đạt mục tiêu rồi thì có thể mình không bù sắt nữa, mà đợi 2 tháng sau mình đánh giá mình đang sắt lại, nếu thiếu thì mình bù. Nhưng trường hợp thứ hai em xét nghiệm cũng được bỏ tiếp, em thấy hôm nay là có lên nhưng mà chỉ số hồng cầu còn thấp, thì có thể em cho thêm một liều sắt thứ hai nữa với hàng 2-3 ống nữa. Bởi vì một đợt mình dùng sắt mỗi 3 tháng nó khoảng 10 ống mà, như vậy em có thể dùng là tháng đầu có thể dùng 2-3 ống, tháng sau dùng 2-3 ống, tháng sau nữa dùng 2-3 ống. Thì không nhất thiết là trong một tháng em bục luôn 10 ống bỏ trong tiền mũi truyền một lần, hiểu chưa? Và mình nên nhớ rằng mình bù sắt từ từ, không nên truyền một cách vội vã. Bởi vì thế nào? Bù thiếu sắt thì bù thì dễ, nhưng mà thưa sắt thì thải rất khó. Để biến sinh mạng không đái được thì em thải rất là khó nữa, thế nào? Do đó em không nhất thiết là cứ phải bù một cách vội vàng. Từ một tháng dùng 2-3 lò truyền, tháng sau em thấy cái đáp ứng cái đạt mục tiêu để cho một lần 2-3 lò nữa, và đợi khi nào bệnh nhân được 3 tháng thì mình đánh giá lại bi đăng sắt nếu thiếu mình bù, được chưa? Không nhất thiết là cứ phải vội vã. Rồi vừa rồi có câu hỏi gì hay à? Rồi giờ đã giải quyết cái câu hôm câu rồi, nó về nhá, có sao kiếm nhá. Rồi bệnh nhân truyền màn khi nào mình truyền máu? Đúng khi nào? Vậy là khuyến cáo chưa? Khi mà chi? Thằng bề gì vậy? Đâu cũng đúng, đó đối đối với những bệnh nhân mà các cái bệnh các cái nguyên nhân khác nha, hoặc cái bệnh nhân còn đang có tình trạng là mất máu cấp xuất hiện tiêu hóa thì hầu hết là HP dưới 70 là người ta truyền, đúng không? Nhưng đối với bệnh thần màn câu trả lời là chỉ định truyền máu là dựa vào triệu chứng lâm sàng và bác sĩ điều trị đánh giá. Cụ thể giả sử một bệnh nhân này trẻ khỏe, HP bệnh nhân này lúc vào là 60 g/L, nhưng bệnh nhân hoàn toàn bình thường không có triệu chứng thiếu máu thì có thể em không cần truyền máu, hiểu gì chưa? Nhưng ngược lại một cụ già vào 80-90 tuổi nha, hoặc bệnh nhân này có tiền sử thiếu máu cơ tim, HP của bệnh nhân khoảng 70-80 luôn, nhưng bệnh nhân than mà tiểu túi rất là chóng mặt, triệu chứng thiếu máu rất rõ, thì em này có thể truyền chỉ định cho bệnh nhân. Như vậy chỉ định để truyền máu ở bệnh nhân bình thường mà là phụ thuộc vào triệu chứng lâm sàng nha, và phụ thuộc vào đánh giá của bác sĩ thì em có truyền, chứ không có mức HP cụ thể là bao nhiêu hết,
được chứ nào. Như vậy những bệnh nhân mà có chỉ định ghép thận chẳng hạn, mà bệnh nhân này HB 50 chẳng hạn, thì bệnh nhân hoàn toàn có triệu chứng gì cả, thì có thể em không nhất thiết phải truyền máu. Bởi vì khi em truyền máu vào thì làm thế nào xuất hiện các cái kháng thể, làm cho bệnh nhân có thể ghép thận nó sẽ khó khăn hơn. Do đó bệnh nhân mà hoàn toàn không có triệu chứng gì cả thì em cứ điều trị xét nghiệm vi đơn sắt, điều trị tà máu thì nó sẽ lên. Trung bình một bệnh nhân đi điều trị thiếu máu thì dùng EPO thì khoảng 3 đến 4 tháng. Em bù sắt kèm với điều trị tà máu thì HB sẽ đặt mục tiêu sau 4 tháng đến 3 đến 4 tháng điều trị. Được chưa? Đó là câu trả lời. Như vậy phụ thuộc vào triệu chứng lâm sàng. Bệnh nhân than phiền tôi thì chóng mặt, xoang đầu, mệt nhiều khi truyền. Được chưa? Bây giờ thế nào mình sẽ dùng truyền trị phẩm nào? Đúng rồi, vì sao mình truyền khối ống cong mà mình không dùng máu tâm phân? Đúng rồi, đầu tiên là thiểu cái gì mình truyền cái đấy. Rồi, thứ hai là cái gì nữa? Nguyên nhân thứ hai là gì nữa? Giảm nguy cơ đề kháng miễn dịch dị ứng. Không, cũng phải. Thứ hai là em thấy là bệnh nhân suy thận mạn thường xuyên có tương cái dư muối, dư nước. Đúng không? Bởi vì em truyền máu tâm phân vốn là nó còn chỉ có huyết tương vô nữa. Vậy là kẻ thứ hình đang thư cho bệnh nhân. Còn hồng cầu cổ là người ta đã tách cái phần huyết tương ra rồi, người ta để ra cái hồng cầu không thôi, thì khả năng mà gây dư nước, đưa từ thành phần nước từ bên ngoài vào nó ít hơn, chứ nào. Do đó là làm giảm tình trạng thư dư cho bệnh nhân, giảm nguy cơ tăng huyết áp cho bệnh nhân. Như ba thứ ba mình nói là cái gì mình thiếu cái gì thì mình mua cái này thì nó thể giảm được cái tình trạng đề kháng. Như bạn này nói có thể là thay vì mình phải đưa bạch cầu tiểu cầu vào, có thể cơ thể sinh ra là cái gì kháng thể, đúng không, kháng HLA thôi, kháng lại bạch cầu, thì cơ thể có những ghép thận thì tăng nguy cơ, có thể ghép thận khó hơn cho cơ thể sinh ra kháng thể nhé. Rồi cái phần này xong, thử máu xong nha. Yeah. Buổi sau học cái gì vậy? Tăng kali. Rồi buổi học tăng kali. Thì biết có học bài không? Có. Thầy về học mà thầy hỏi có thể trả lời được chứ mất á. Thầy hỏi dễ đấy. Học bơi thôi. Hay là học cũng nhớ được. Không ai đọc sách cuốn lên mà nhớ được cả. Trừ được hợp em đọc sách thật nhiều là em lượt của em nhớ được. Thế có thể sự em nhạc đọc sách chẳng hạn thì em đọc cuốn lên em nhớ được mất. Chuyện như hồi xưa chị cũng phải học, nhưng mà em chị cũng phải học một cái sách mà tiểu tiếng học lâm sàng, chị học cái nó như cái tiếng đầu chị bị nó nằm một phần nào trang nào thì cái đó em nhớ lâu lâu, còn em đọc một hai lần nó sẽ nhớ được. Nhưng sau đó bắt đầu em đi học quen rồi chẳng hạn, em đi lâm sàng em quen chẳng hạn, thì bắt đầu em chỉ cần nhìn một lượt là em sẽ nhớ được. Giả sử bây giờ em chỉ cần nhìn con số xét nghiệm của bệnh nhân một lần thôi, và ngày mai em bảo cho bạn em sẽ nhớ chính xác của nó là số lượng bao nhiêu nhá, thì cái đó là mình cũng phải tập luyện từ từ. Như vậy bây giờ một lần không nhớ được thì phải học nhiều lần nhá. Bây giờ về nhà đọc trước, với chị dài lại, với khi nào rảnh đem ra đọc nữa thì đó mình nhớ được lâu. Thế còn bây giờ giả sử đi chị về nhà không đọc, mà chị dài xong đi về nhà cũng không có thì lúc đó em nhớ chứ ạ. Đúng không? Đó, như vậy tổ chức là bây giờ tối về này giờ.